Đây cái nhận đấy 990 đô. Ai đâu ha. Playboy phiên bản cũ. Giờ đây chúng ta đã trở lại được cái khu này rồi mọi người ạ. Oh, I love sugar này. Wow, muốn vào bên trong để ngắm quá. Wow, đây là dành cho tín đồ mê mê kẹo. Dừng chân một lúc ở đây đã. Wow, mấy con. Mấy cái kẹo này năm ngoái mình cũng mua cho mấy đứa trẻ nhà chị chồng bên này, chị Jessica này. Con trẻ con nó cũng thích thì mấy cái món này lắm. Thứ có thể có khi phải mua một con khổng lồ. Ôi nhưng mà cũng tận 40 đồng lận. Mắc phết à. Có một chai Coca-Cola này. Đây là kẹo đó bạn. Kẹo dẻo đấy. Kẹo dẻo hết. Trời ơi con này ăn tới bao giờ mọi người nhìn nhá. Mọi người tay biết này. Kẹo dẻo đó. 40 đồng. Phía dưới gummy này. Trời luôn. Don, rồi mấy cái donut này. Cupcake này. Thôi mày ăn với cái này chắc là coi như làm sao nhỉ? Sugar overdose mất. Okay. Mọi người đến đây để uống, để lên trên bar uống á mọi người. Khách ở đây họ lên trên bar để uống á. Ok, địa điểm tiếp theo mà Big muốn tới đó là đây, Gordon Ramsay Chips and Fish đây. Fish and Chips thì đó. Đây là cửa hàng bán đồ ăn của Gordon Ramsay. Là chỉ có món cá tầm bột chiên với cả khoai tây chiên. Bây giờ Big sẽ order. Không biết có nên order bây giờ không nhỉ? Big muốn ăn thử đồ ăn ở đây đã quyết định là chưa đi tới chỗ Bass vội. Bây giờ là đi order món này đã. Và mọi người ơi, cả một hàng dài. Ở đây rất là đông khách luôn. Đây coi như là không còn chỗ nào ngồi luôn. Không còn chỗ nào ngồi, bên ngoài cũng kín. Ok. May quá, may quá, có một chỗ, chỗ trống. Để biết cho mọi người coi phía bên trong nha. Yummy. Đó. Có hai sauce này. Bên trong này thì là chip. Ở đây, potato, fries, pan fries ở phía dưới này, pan fries phía dưới này. Fish này. Đây mọi người ơi, nhìn hấp dẫn không? Ăn thử coi sao nhỉ. Tình hình là cũng rất ngon mọi người ạ. Tuy nhiên là Big cũng cho thực sự là ngon, ngon là ăn đồ chiên nhiều mấy kích thủ quá. Thông ra nói ra thì bảo cái gì đặc sắc hay không thì cũng có bình thường. Cá chiên thì rất là giòn, được cả thì không thì giòn luôn á. Vài một lúc như vậy thôi. Bây giờ Big sẽ đi tìm cái điểm bus stop đây. Đây, lại quay trở lại cái wheel này đây. Mọi người ơi, chúng ta đã đến được cái chỗ High Roller này. Đây. Thế nhưng mà có ai muốn đi thì có thể đăng ký ở đây. Nó đi chậm lắm luôn á. Ồ, có một cái con tàu. Nó vừa chạy qua này. Con tàu này là nối mấy cái khách sạn với nhau đấy. Mọi người muốn đi thì cũng được, trả phí cũng ít lắm. Hình như là đâu có 5 đồng một lượt. Xong hình như là cả ngày đi thì có mười mấy đồng à. Cái High Roller này nó chạy chậm vô cùng luôn á. Cái này không biết là ngồi trên này thì đến bao lâu nó mới kết thúc một vòng nữa. Đây. Đó. Bây giờ là nó ngay trên phía đầu của mình luôn.
chậm kìa. Bích vừa mới tìm thấy cái bác tài xế ấy. Bác ấy bảo là đợi phía dưới. À đây, Bích thấy cái chỗ điểm dừng rồi. Ok. Đây điểm đợi bus ngay phía trước đây. Big bus stop. Địa điểm tiếp theo mà Bích đi tới đó là Art District. Thì đây là một con phố đang được đầu tư phát triển ở Las Vegas. Hy vọng là sẽ có nhiều thứ hay ho để quay cho mọi người coi. Cửa hàng đầu tiên mà Bích muốn tới là ngay chỉ bên đường kia đây, Antique Alley Mall. Ok, phải qua đường cái đã. Ở đây có nhiều cái những cái bức tranh vẽ trên tường rất là đẹp mọi người ạ. Art District mà, khu vực nghệ thuật. Thế nên là họ cho phép này. Ok. Ok. Nào, vào nghiên cứu cửa hàng đầu tiên, đồ cổ mọi người ạ. Bích rất là thích nghiên, Bích rất là thích vào những cái cửa hàng như thế này. Oh. Wow. 5.000 cái xe này. Xe này hay ghê luôn đấy. Đây, đứng xa xa. Cái này của Coca-Cola này. Tự nhiên nhắc đến Coca-Cola lại tự nhiên thấy hơi khát nước. Không hiểu là mới nhãn hiệu mới. Cái này là cũ, nhãn hiệu cũ mọi người này, mà lại vẫn còn kiểu như là nước bên trong nữa chứ, vẫn nguyên si á. Đây là cái cũ này. Wow, nhiều đồ hay kia. What are you waiting for? Come on over. For a small fee, Zoltar will give you a wealth of wisdom. Hello. Wow, cái đây là hình con đầu. Cái này là người ta nhồi đấy mọi người. Cái con này là thật, nhưng mà bên trong người ta nhồi này. Con này là gần 3.000. Nhiều đồ đây, nhiều đồ hay ghê. Để coi xem có cái gì mà có thể mua được không nha. Chứ 3.000 thì không thể có được mà mua. Nhìn cái đồ trang trí của Disney này toàn là đồ cổ, bây giờ không sản xuất nữa nên bây giờ nó đắt này. Cái kia là từ năm 1980 mà 169 đồng. Your fortune is mine for the telling and yours for the hearing. 1980, 49 đồng. Wow, đó mọi người thấy không? Thế nên là có rất là nhiều người sưu tập những cái đồ của Disney nhá. Xong rồi họ để giữ lại á. Đến một thời gian nó không sản xuất nữa, thế là có thể đem bán. Coco này, Popeye này. Ôi, cái bộ này 299 gần 300 đồng đấy. Nhiều người ta thích Disney lắm. Ở Mỹ rất là nhiều người thích Disney. Ôi, nhìn là biết đồ cổ rồi đấy. Bây giờ người ta không sản xuất mấy cái này nữa. Đẹp quá. Wow. Cửa hàng này rộng lớn ghê. Cái bộ gì đây? Ôi cái này là, ôi cái này là các tư thế intercourse, 369 đồng đấy. Trời ơi, không ngờ lại tìm thấy cái này ở đây. Còn cái này là gì đây? Huân chương, huy chương, không hiểu là nào. How is your day going today, Matt? I'm good. How are you? Good, thank you. Welcome in. Thank you so much. Wow, nhìn con,
Cái con turtle này mọi người ơi, 13.000 mà. Không biết là có phải thật không? Hình như là thật đấy. Này, 13.000. Wow. Ở phía dưới này toàn là đồ của châu Á này. Ô, cái bộ cờ. Cái bộ cờ 12, à không phải 12 con giáp chứ, 689 đồng này. Ở đây còn bàn kính nữa này. Không biết là của nhãn hiệu nào đây. Ở dưới này là Chanel. Nhưng mà ở đây không nhãn hiệu nào. Cái kiểu, mấy cái kiểu này giống như ngày xưa người ta hay đeo biểu diễn. Như là Elvis. Playboy này. Playboy phiên bản cũ. Này, có ai thích này, 15 ngàn này. À, 15 đô chứ. Playboy phiên bản cũ. Ồ, đây. Đây, nhiều. Đây, có nhiều đồ chơi này. Ở Mỹ cũng có rất là nhiều những cái người sưu tập đồ chơi như này mọi người ạ. Jason là một trong những người như thế. Thực sự là tưởng là đồ trẻ con nhưng mà nó lại có giá trị rất là cao á. Như là Jason có một số đồ chơi mà lâu cũ rồi, người ta không sản xuất nữa. Có giá trị rất là cao. Ôi này, đây con này 28 đồng này. Ồ, để phải nhắn tin cho Jason xem là Jason có muốn mua mấy con này không. Ồ này, cái này là truyện tranh trẻ con, dành cho trẻ con, khá là nổi tiếng nhân vật truyện tranh ở Mỹ. Ồ. Mọi người ơi, rất là muốn mua cái này. Này, Homer Simpson này. Homer Simpson này còn phát ra tiếng được nữa. Cho đồng xu vào bên trong nó sẽ phát ra tiếng. Nhưng mà tận 129 đồng, mắc thật đấy. Wow. Mấy Funko Pop này thì là cái thời hiện đại rồi. Đây xe ô tô nữa. Cũng rất là nhiều người sưu tập mấy cái loại xe ô tô này. Nếu như mà giữ được cả hộp như kiểu như thế này thì nó sẽ đắt. Đi lòng vòng coi xem còn cái gì không. Đồ trang sức này. Wow, cái nhẫn kia, cái nhẫn màu này này. Đấy, cái nhẫn đấy 990 đô. Mắc thật. Đồ cổ mà mọi người. Đây. 990 đô. Ô, có cái máy khiến nhẫn này đẹp kìa. Cái này. Đấy, nhẫn này đẹp kìa. Ô, cái hàng này đẹp bên này. Đây nữa này. Đấy, đẹp nha. Chín trăm chín mươi này. Có comic book này. Đây, truyện tranh ở Mỹ cũng rất là được nhiều người yêu thích. Họ sưu tập truyện tranh á mọi người. Đây. Đây. 5 đồng. Không mắc. Truyện tranh 3 đồng ha. Để coi nào, xem có cái nào hay hay. 4 đồng. Một số bình mới phát hiện họ có một số đồ gỗ đẹp phết này. Đây cái bình này này. Bình này là 2450 đấy. Cái này có mỗi 35 đô rồi. Đúng rồi, nhìn trông nó không được tinh xảo. Còn con hổ này là bao nhiêu đây? Hổ này. Không thấy giá nhỉ. Không thấy. Vào trong khu này là ngửi thì cái mùi đồ cũ á mọi người. Cái mùi nó hơi cũ cũ. Có bạn nào sợ không? Chứ biết sợ mua đồ. Sợ mua búp bê cũ lắm nhá. Ô này, có một con búp bê áo dài này. Đây, bằng áo dài này.
bao nhiêu đây? Ồ, made in Việt Nam này. 29 đồng. Này, một số thằng hề này. 29 đồng đấy. À, mọi người ơi, ở đây họ có mấy cái camera vintage này. Camera cổ này. Hình như có 35 đồng thôi. Tất nhiên không chắc là hỏng rồi, không hoạt động nữa. Ủa, nặng lắm, nặng kinh khủng luôn á. Cái này 35 đồng, cái này 60 đồng. Oh, nhìn đẹp ghê, đẹp thật. Ủa, nặng lắm. Cái này thì nhẹ hơn, cái này cũng 20 đồng thôi. Cái này chắc là đời mới hơn. Hai cái kia chắc là cổ kính lắm rồi. Cái máy đánh chữ này. Ủa, nó dỉ lắm rồi. Ở con phố Art District này thì hầu như là chỉ có nhiều những cái tác phẩm vẽ như thế kia, kiểu mọi người graffiti trên tường này. Nó cũng rất là vắng, vẫn có khách du lịch tới, kiểu như là họ vào đây ăn rồi mua sắm. Nó rất là nhẹ nhàng, nó không giống như nhộn nhịp như phía dưới kia. Bây giờ qua đường bởi vì Bích muốn chụp ảnh. Địa điểm tiếp theo mà Bích đi tới đó là một cái viện bảo tàng tên là The Mob Museum. Thì viện bảo tàng này có ghi lại những dấu ấn lịch sử, sự hình thành cũng như là phát triển của những tổ chức tội phạm mafia ở Mỹ. Nếu như có cô chú, anh chị hay các bạn nào mà cũng giống như Bích là mê nghe những cái chuyện kỳ án cũng như là những chuyện điều tra trinh thám thì nên đến cái viện bảo tàng này. Tới viện bảo tàng này thì mọi người sẽ được tìm hiểu nguồn gốc của mafia Mỹ. Thì mafia Mỹ là bắt đầu từ ở bên Ý mọi người ạ, do làn sóng nhập cư từ Ý sang Mỹ. Thì cũng thời nào cũng vậy. Những người nhập cư thì không chỉ như là những người chăm chỉ lao động muốn thay đổi cuộc sống mà còn có cả những cái kẻ tội phạm muốn sang Mỹ để làm giàu nữa. Ngoài ra thì ở đây họ còn nhắc tới vụ ám sát Tổng thống Kennedy nữa. Bởi vì có giả thuyết cho rằng là vụ ám sát Tổng thống Kennedy là có liên quan tới những hoạt động của tổ chức tội phạm mafia. Thực sự là Bích cũng rất là ngạc nhiên với khối lượng thông tin mà viện bảo tàng này mang lại á. Bởi vì ban đầu Bích cũng chỉ nghĩ nó là một cái bảo tàng nhỏ thôi á. Nhưng mà hóa ra họ được đầu tư rất là lớn. Bích chỉ chụp một số hình ảnh thôi bởi vì thực ra là Bích đã dành 2 tiếng đồng hồ để ngồi coi như là ngồi xem video cũng như là ngồi đọc tất cả những cái tư liệu ở đây á. Đây thực sự là một viện bảo tàng thích hợp nếu như mà bạn nào có đam mê tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về nước Mỹ. Uber đến nơi để bắt xe thì đang tính là sẽ chạy qua đây Thank you so much. Oh, okay, sure. Thank you. Không có Jason là ngay lập tức là Bích lại đi ăn đồ châu Á mọi người ơi. Hôm nay là đến một cửa hàng Hàn Quốc để ăn súp và ăn một món mà Bích đã mong chờ từ mấy ngày hôm nay rồi. Trời ơi, may quá thì được cửa hàng này họ có cái món đó, chứ không thì thèm đứt ruột mất. Thế mọi người ơi, cái món mà Bích nhắc tới đây, đó chính là cái món lòng này đây. Của Hàn Quốc mọi người ạ. Nào, mang ra đây thưởng thức, món này phải thưởng thức ngay lập tức, đang còn nóng hổi. Đây là bữa tối ngày hôm nay của Bích đây mọi người ơi, quá ổn đúng không? Đây là món xương heo hầm này, mì xương heo hầm này. Còn bên này thì là các thể loại dồi và lòng, quá chất luôn. Kiểu này không biết có ăn hết không đây.